Xin chào anh em, mà bây giờ mình đang đứng ở cái chỗ cái quầy của Canon, chỗ họ trưng bày hai cái máy ảnh compact siêu zoom của họ mới giới thiệu. Mình sẽ trên tay cho anh em coi thử là hai cái siêu zoom nó như thế nào. Ở trên kệ thì ở đây là cái máy Bioshot SX540HS, là cái máy siêu zoom có khả năng zoom 50x. Còn đây là cái phiên bản ra đồng thời đó là SX420IS. Đó, thì cả hai cái này đều là hai cái máy du lịch siêu zoom của Canon. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu từng cái một. Chúng ta biết là cái SX540HS này là cái máy ảnh siêu zoom nâng cấp từ cái 530 của Canon. Thì nó nâng cấp cái thứ nhất là cái cảm biến ảnh của nó là 20 chấm. Đó. Thứ hai nữa là cái khả năng zoom của nó lên đến 50x, có nghĩa là nó tương đương là từ 4.3 đến 215, như vậy là nó tương đương đến 1200 so với cái ống kính trên một cái máy ảnh full frame. Đó, tương đương 1200. Các cái máy compact siêu zoom của Canon thì vẫn có cái bánh xe điều như thế này. Mình xoay thì mình thấy nó hơi nặng, có lẽ đây là máy sample máy mẫu cho nên mình thấy nó hơi nặng. Ở đây là nút chụp, máy rất là đơn giản. LCD thì cố định ở trên thân máy, không có xoay lật được, và 3 in. Ở đằng sau thì gần như là người ta dành 2/3 cho cái LCD này, và bên này 1/3 cho các cái nút bấm chụp, nút điều khiển. Và cái phiên bản 540 này họ làm cái nút quay video riêng, không có ở trong các cái menu hoặc là chung với các cái phím bấm khác. Đó, để tiện dụng cho cái việc quay video. Quay video của cái SX540HS này là Full HD. Đó. Rồi máy có thể kết nối Wi-Fi với các thiết bị di động qua một cái ứng dụng của Canon để truyền tải dữ liệu. Đó là cái khuynh hướng ngày hôm nay rồi. Máy ảnh nào cũng đang như vậy. Ở bên này thì chúng ta có một cái cổng mini USB và một cái cổng HDMI. Đó. Vậy thôi. Cái máy mình cầm rất là nhẹ, mà đôi khi nó nhẹ quá thì thấy nó có vẻ chất liệu nó không có được kiểu chắc chắn. Đó. Rồi, mình mở máy lên coi thử như thế nào. Đó, đây là cái ống kính zoom. Zoom tối đa của nó là như vậy. Ok, chạy khá là nhanh. Rồi, giá của cái chiếc máy này là khoảng 9 triệu đồng tiền Việt Nam. Còn đây là cái máy ra đồng thời với lại cái SX540 là cái SX420IS. Cái này thì nâng cấp từ cái bản trước là 410IS, nhưng mà họ vẫn giữ là cái cảm biến 20 chấm, nhưng mà họ tăng cái zoom lên, ống kính zoom lên đến 42x quang học. Cũng như là cái 540 vậy, thì mình thấy cũng nhỏ nhẹ và cảm giác như là cái chất liệu nhựa nó không có gọi là chắc chắn đầm hoặc là chắc chắn lắm. Ok, kết nối Wi-Fi với các thiết bị di động. Thực sự thì mấy cái máy compact ngày hôm nay thì cạnh tranh rất là nhiều so với cái khả năng chụp ảnh của điện thoại. Nhưng mà với hai cái máy siêu zoom của Canon như thế này thì mình thấy là cũng có thể là quan tâm nếu như ai đó muốn một cái máy nhỏ có tầm zoom xa để phục vụ cho nhu cầu du lịch. Đó, giá của cái này thì khoảng chừng 7 triệu đồng tiền Việt Nam. Ok.